chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Đài Liên Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng của tuần và phần này là phần 3 thưa quý vị. Ờ, ông bà ta có câu, nhân gian có câu á, là chén trong sống mà không khô sao được đúng không chị? cái ừ. chén cái chén á ừ. chén dĩa mà chúng ta đặt ở trong cái sóng chén á thì chắc chắn là nó phải khô thôi huống hồ chị vợ chồng cái trong nhà mà mà không cãi lộn sao được đúng không ừ. ai cũng vậy uh, trong gia đình lúc nào cũng, cũng sẽ có sự bình an lâu lâu cũng sẽ có hụt hạt, lâu lâu cũng sẽ đánh lộn đánh lạo Dễ hoặc nhiên. là gây lộn gây lạo đồ ừ. đập chén đập dĩa đồ nhưng mà đừng có đập nhau là được rồi Đó là em có đập chén đập dĩa chưa chưa không có đâu đi mua tốn tiền em là toàn là người đi mua không em nó mua gì em đập á tiền vợ quý vị M một số người đi mua mà cũng đập luôn tiếc lắm đập nhưng mà rất là tiếc dạ vâng em có nói em biết nhưng mà cái trường hợp mà đóng giận như vậy thì không bao giờ mà lọt vào trong uh, trong con người lễ thái lễ thái có nghĩa em em hay lắm có nghĩa là khi mà em đụng chuyện rồi em em nói rất là nhẹ nhàng rất là tự tốn nhưng em mà em chỉ cần hét thôi phải không không, không, không có là thật <laughs> sự thật, mà rất là gọi là sắc bén có nghĩa là mình nói sao mà còn gọi là cái cái giọng nói của mình nhẹ nhàng nhưng mà nó phải có trọng lượng Đúng rồi. thì nó mới có chất lượng thưa quý vị ừ. à, nói về vấn đề mà vợ chồng với nhau thì uh, cải lộn cái lộn là chuyện bình thường ừ. có những cái vụ mà chúng ta chỉ tưởng chừng là À, đàn ông bạo hành phụ nữ trong trong quá khứ hiện tại và tương lai thì chúng ta cứ nghĩ là phái nam sẽ là một cái phái gọi là rất là hùng dũng mạnh mẽ thưa quý vị so strong thì có thể là lúc nào cũng ăn hiếp phụ nữ nhưng không thưa quý vị trong bản tin ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái hình ảnh à, và xin phòng kỹ thuật sư ủa cái người trong hình ảnh có phải là của chị như huyền sao không xem thấy cái mặt giống ông chị à? Ừ, <laughs> chắc không phải chơi luôn. nhau dữ oh, như lê thái hidden, thưa quý vị đây là một cái hình ảnh là như quý vị cũng đã thấy là hình ảnh nó minh họa đến cái bản tin mà lê thái vừa chuẩn bị nói và trên màn ảnh thì quý vị thấy là đây là một cái cô mà trong mấy ngày vừa qua báo chí đưa tin rất là nhiều thưa quý vị cô tên là Siri spencer hiện nay là 45 tuổi ở bên West, ở east york của nước anh vốn là một cái người giám thị trại giam ở trong một cái nhà tù, cô là giám thị, vừa bị bỏ tù vì tội bạo hành chồng suốt 20 năm qua. Và tại tòa án ở Hull Crown ngày 24 tháng 2 vừa qua thì cô Spencer đã thừa nhận cái hành vi mà cưỡng bức và kiểm soát chồng của mình là ông Richard Spencer trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2016 cho đến tháng 6 năm 2021, tức là kéo dài đến 5 năm trời. Và ba tội danh hành hung chồng gây thương tích trong thời gian là từ ngày 1 tháng 1 tháng 4 cho đến năm 2020. Và công tố viên cho biết rằng là cô Spencer đã đánh chồng tàn nhẫn bằng rất là nhiều hình thức. Cái nhất là chai rượu là khiến ông bị biến dạng tay vĩnh viễn và có lần cô dùng dao đâm thủng cái bánh xe ô tô của chồng. Sau đó thì cô lại à, lao vào đấm đâm cái ông này và gây ra cái vết cắt dài ở cái đầu gối của người chồng. Và trên mạng thì quý vị thấy hình ảnh ông chồng, cái mặt hiền khô, dễ thương quá chừng luôn. Đó, quý vị thấy không? Và gây ra cái vết cắt dài trên cái đầu gối của ông này. Và trong những cái lần khác thì cô ta cũng lại đi vệ sinh ở trên nàng nhà sàn nhà rồi bắt chồng mình phải dọn dẹp những cái đống vệ sinh đó của mình. Và cái cặp này đã sống với nhau từ năm 2000 và có với nhau ba người con. Ông Spencer bắt đầu phải chịu đựng những cái cơn thịnh nộ dữ dội của người vợ của mình, người đầu ấp tay gối của mình chỉ là trước khi mà cưới chỉ có vài tháng mà thôi. Và người phụ nữ này đặc biệt thưa quý vị, đánh chồng cả khi mà cô say hay là cô tỉnh và dù ông có tuân theo mọi yêu cầu của mình hay không thì cô vẫn đánh ông này và theo lời khai của ông Spencer trước tòa thì mặc dù to lớn khỏe mạnh hơn vợ rất nhiều nhưng ông không bao giờ đánh lại cô này và khi mà bị bà hành hung á thì nạn nhân nói là ông dường như đã miễn nhiễm với những đau đớn về thể xác mà vợ mình đã gây ra cho mình trong những ngày tháng vừa qua và cái vết sẹo tinh thần thì lại rất là khó mà xóa nhà được và từng chút một, từng chút một, anh lại bị đánh mất đi cái sự độc lập và ý chí của mình và chấp nhận rằng là cái cuộc sống hôn nhân của anh sẽ diễn ra như vậy từ đây trên suốt cuộc đời của mình. Và anh đã làm theo mọi yêu cầu của cô Siri này. Và cô kiểm soát hầu hết tất cả các khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của anh từ những việc nhỏ như là có thể ngủ trong phòng nào, thậm chí là việc anh có thể sử dụng nhà vệ sinh nào thì cô cũng kiểm soát anh này cả. Và người chồng đã thu thập được 43 bức ảnh chụp vết thương 36 cái video và 9 đoạn ghi âm điện thoại để nộp cho cảnh sát bởi vì cái thời điểm của anh đã đến gần rồi tại vì anh không chịu đựng được, được nổi thưa quý vị và hàng xóm nói rằng là họ thường xuyên nghe những cái tiếng lời lăng mạ của cái cô Spencer này với chồng và gồm những cái lời lẽ vô cùng tục tiểu mà cô chửi anh này và trong những cái lần bị vợ đánh thì việc duy nhất là ông Spencer này đã làm là cố kiềm chế vợ để tránh bị thương nặng bằng việc là anh ôm chặt lấy cô này từ sau lưng để mà tránh bị đánh ôm chặt lại mặt càng ôm á, thì cô lại càng nổi điên hơn và sau một cái thời gian á, thì anh không thể nào anh giữ cô bằng cách này được thì anh bắt đầu anh vậy co người lại giống như một cái tư thế là cụ người lại thành cái tư thế bào thai vậy đó để mà cố gắng tránh những cái vết thương có thể nhìn thấy ở trên khuôn mặt và để mà anh có thể mà uh, không phải mà bị mất mặt khi mà đưa những cái đứa con của mình đến trường đi học để người ta không có nhìn thấy những cái vết thương của mình trên mặt và người chồng cho biết rằng ông phải chịu đựng đến 20 năm vừa qua và bị ngược đãi về thể chất và tinh thần và lo sợ bản thân sau này sẽ không thể phục hồi hoàn toàn và cũng giấu gia đình và bạn bè những chuyện đã xảy ra trong những năm vừa qua. À, riêng thì con của anh đã bây giờ đã hơn 18 tuổi rồi, anh mới quyết định đâm đơn ra và đưa giao và nạp cho cảnh sát để mà cho chấp nhận để mà những đứa con của mình hơn 18 tuổi để mà có nghĩa là nó nó có thể nó từ sống bản thân của nó và anh chấp nhận là anh sống một cái cuộc sống là xa người vợ mà bị bạo hành như thế này trong quá khứ cũng như trong tương lai và hiện nay thì thẩm phán quyết định là tuyên phạt cô series Spencer 4 năm tù giam đồng thời là áp lệnh cách ly theo luật chống lạm dụng gia đình, bạo hành gia đình mà cô này đã wow. sử dụng trong suốt những năm qua. Và trên màn ảnh thì quý vị thấy đây là hình ảnh của một cái diễn viên rất là quen thuộc đó là Johnny Depp mà chúng ta đã biết cùng với lại cái nữ diễn viên mà cũng rất là nổi tiếng đã hành hung anh và hai vợ chồng Amber em yes, đã, uh -huh. đã ra tòa kiện tụng nhau trong những ngày tháng vừa qua đây là một trong những cái minh chứng của vụ mà phụ nữ bạo hành đàn ông mất luôn cái ngón tay luôn cô đừng nói là đàn ông nghe phụ nữ có những người cũng rất power là power dễ sợ luôn power, cô này, cô này yes. là giám thị trại giam mà wow. tù nhân mà cô còn That's đánh right. mà hướng hồ chi chồng về <laughs> nhà cũng chị chồng với tù nhân luôn yeah. nói thiệt chứ nếu như mà đánh chồng với đánh con như vậy thì sợ thiệt có thiệt rồi. luôn mà sống chung với người vợ vậy làm sao mà dám mà chung giường được thì không sợ luôn á một nhà lần nữa nhận... thấy nó hết rồi hết là ừ, không hết tình rồi 20 năm chịu, nhận, chịu đựng hai mươi wow. năm giỏi thiệt công nhận chị bạn đừng như vậy nha là... chị đừng bao giờ như vậy nha <laughs> nhìn, nhìn chị quá. và em cũng có nói một câu rồi người người đàn bà mà trở thành sư tử cũng do người đàn ông đúng không dạ, đúng. chứ đâu phải là phải có hai chiều và ông thưa quý vị phải dạ, chơi dạ, thôi cảm ơn Lê thái thưa quý vị à, nói tới một trong những cái bản tin ngày hôm nay rất là thú vị đó là về những quý vị và lễ thái nhi huyền gặp những người giàu đừng có nói về bill gates đừng có nói steven jobs và elon musk thì những người đó họ giàu rồi còn mình khi mình đi mình thấy những bác sĩ những người mà họ giàu mình luôn luôn tự hỏi tại sao mà họ giàu như vậy mình không biết từ khi mà đi vô cái cuộc sống của người ta rồi mình mới biết thì cái cô gái này, một trong những nhà báo viên thì họ cô ta đã dành 5 năm để nghiên cứu phỏng vấn phỏng vấn lần một gần 233 triệu phú để tìm hiểu về cái thói quen của họ và cách họ suy nghĩ như thế nào. Thì đó là một trong những cái vấn đề họ đã kiếm ra cô ta đã bước đã tìm ra được làm thế nào để họ chuyển cái sự nghiệp của họ thành giàu có. Cái chủ đề lớn đó là 51% là doanh nhân, 28% có công việc truyền thống từ 9 đến 58% là giám đốc điều hành thì cái lý do làm sao để họ trở thành họ từ bỏ cái job hàng ngày của họ để trở đi làm cái công ty riêng của mình để trở thành giàu có hơn. Đó là khi đi làm một trong cái môi trường có những cái người chủ rất là độc hại, tức là kiêu kỳ, ích kỷ, kiêu ngạo và có một người chủ không tốt. Cái thứ hai là cái công sở văn hóa của người này cũng không tốt nữa. Cái môi trường nó toxic cái là môi cái môi trường nó không có lành mạnh để mà mình làm việc. Khi mà đi làm thì quý vị biết là cái môi trường lành mạnh hay không liền. Và cái nền văn hóa nó có nó độc hại để mình đi làm mỗi ngày và cái thứ hai là không trả đủ tiền và khi đi làm thì họ vắt kiệt xác của mình và vô đó thì không vui chút nào hết một những cái triệu những nhà triệu phú này thì họ đã từng đi qua những cái công việc đó họ đã từng làm cái công việc như hiện tại mình đang làm như vậy nhưng cái môi trường không tốt thì họ bỏ luôn họ đi ra họ tự mở cái công ty của mình và cái ngành công nghiệp cái công ty mà quý vị đi làm quý vị sẽ cảm thấy là nó không có ổn định nó không có stable một năm nó lay off hai hoặc ba lần là khi ông boss thì tới chèn ép nhân viên hoặc là đi tới đưa ra những cái công việc mà nó rất là vô lý để họ muốn đuổi những cái người nhân viên đi bằng nhiều loại nhiều cái lý do hết thì những người này họ không có ở đó nữa họ bỏ đi họ đi ra họ đi làm đó là một trong những cái nguyên nhân họ bỏ cái công việc chính của họ và sau đó cái cơ hội nó đi đến với họ và họ trở thành những nhà triệu phú và giàu hơn theo cái ý nghĩa sáng tạo thì dĩ nhiên là họ cũng phải thông minh họ cũng phải giỏi có tài thì họ mới làm được và ông lên <laughs> nhiều, thái nhiều Còn... người bị đuổi xong cái, cái, cái sang bay <laughs> 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 ra làm homeless luôn à nó đúng ra tùy theo cái người thôi một số người người ta có quyết tâm người ta có gọi là có có nền tảng về kiến thức uh -huh. cũng như người ta có động lực thì người ta khi mà bị đuổi việc rồi người ta có thể là lấy cái đó làm một cái gọi là cái bước đệm để nền tảng yeah. một cái nỗi đau nhưng mà để chúng ta phấn đấu hơn chúng ta thành công hơn. Ừ. Nhưng mà đó là dành cho những người có có khả năng thôi chứ những người mà không có khả năng người ta làm suốt đời chỉ làm công ăn lương mà khi mà đuổi ra một cái <laughs> cái tự nhiên bị sức bất sang ban cũng tội nghiệp đúng không? Yeah, đúng mà rồi. thật sự mình nếu mà làm việc mà gặp người sếp, người boss như vậy nó khổ sợ lắm luôn Mình gặp chị. hàng ngày mình gặp họ còn nhiều hơn mình gặp vợ mình, chồng mình đúng dù không? Nhiều hơn Tại vì mỗi ngày mình đi lên anh. office 8 tiếng rồi. Dạ vâng, công thông tin rất là hay thưa quý vị. Và yeah. kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần ba cà phê sáng của tuần. nhiều và Lê Thái xin quý vị hãy hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thương mại bảo trợ cho đài